Hầu hết, con người đều sợ việc bán thân phải lên bàn thờ và ngắm gà khóa thân quá sớm. Nên vì thế cho nên, người ta luôn cố gắng mọi cách để kéo dài tuổi thọ của họ ra và sống được lâu nhất có thể. Nên ước muốn được tác động lên tuổi thọ của mình rõ ràng là thứ đã giúp cho mẹ thiên nhiên tạo ra được những trái ác quỷ cực kỳ độc lạ và đáp ứng nhu cầu tác động lên tuổi thọ đó của con người, đúng không? Và chính vì vậy mà trong One Piece có rất nhiều trái ác quỷ có khả năng thao túng tuổi thọ của người khác, có thể duy trì, biến họ thành người già hoặc trẻ nhỏ, hoặc thậm chí là có thể giúp họ trở nên bất tử luôn đi nhé. Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những trái ác quỷ có sức mạnh tương tác với tuổi thọ trong One Piece nhé. Trái Suru. Nói đến những trái ác quỷ có thể tương tác với tuổi thọ của người dùng thì ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ ngay tới trái Suru của Big Mom rồi, đúng không? Bởi lẽ đây là một sức mạnh rất đặc biệt vì nó cho phép người sử dụng có thể hút lấy tuổi thọ của người khác và biến nó thành của mình, với điều kiện là mục tiêu bị hút tuổi thọ phải sợ hãi người sử dụng trái Suru, thì lúc đó tuổi thọ của họ mới có thể bị hút ra ngoài và truyền cho người sử dụng. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta có thể thấy Big Mom đã sử dụng trái ác quỷ này hiệu quả tới mức nào, khi mụ luôn luôn có cách để khiến cho mục tiêu của mình phải sợ hãi trước người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hải tặc này, rồi sau đó rút hết lấy tuổi thọ của họ để biến chúng thành tuổi của bà ta. Tuy nhiên, sức mạnh của trái Suru còn đáng sợ ở chỗ nó không chỉ có mỗi việc rút tuổi thọ của người ta và biến nó thành của mình, mà nó còn có nhiều công dụng khác ngoài việc trích xuất lấy tuổi thọ của người khác nữa. Bởi lẽ, chúng ta đã được nhìn thấy Big Mom sử dụng trái quỷ này một cách triệt để tới mức nào rồi. Đầu tiên là trái Suru tạo ra các homie bằng cách trích xuất linh hồn của những mục tiêu của bà ta, rồi sau đó Big Mom sẽ sử dụng tuổi thọ của họ, nhưng không phải là để tăng cường tuổi thọ cho bà ta, mà là chuyển đổi những tuổi thọ này sang cho những đồ vật khác ở xung quanh để giúp chúng có thể sống dậy, biết suy nghĩ và nói chuyện như người bình thường, và tất nhiên là cực kỳ trung thành với Big Mom hay bất cứ người sử dụng trái Suru nào đã tạo ra chúng. Và bên cạnh đó, linh hồn càng mạnh thì homie sẽ được tạo ra càng mạnh, đặc biệt là các homie đã được Big Mom sử dụng chính linh hồn của bà ta để tạo ra chúng. Những homie cực thân cận với mụ như là Napoleon hay Prometheus, nên là những homie đặc biệt này đều sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể khiến cho kẻ khác phải bỏ chạy. Thì việc đối mặt với chúng, và đặc biệt hơn hết là chúng đều cực kỳ trung thành với Big Mom, và bất cứ kẻ nào dám động tới bà ta cũng đều sẽ bị các homie này tự động tấn công và trừng trị mà không cần Big Mom phải ra lệnh. Bởi vì thế cho nên, Big Mom gần như là bất khả chiến bại khi được vây quanh bởi các homie của bà ta. Thậm chí là với Napoleon, chúng ta có thể thấy rằng vì bản thân có thể suy nghĩ nên là bất cứ đòn tấn công nào hướng về Big Mom thì cái thanh kiếm biết nói này cũng đều có thể đỡ cho mụ ta cả. Và vì thế nên, nếu như muốn đánh bại Big Mom thì việc đầu tiên cần phải làm là tách biệt đống homie của mụ qua một bên rồi mới tính tiếp được. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất của trái Suru mà Big Mom sử dụng. Bởi lẽ với sức mạnh thao túng tuổi thọ của mình, mụ ta còn có thể trích sức ra một ít để có thể tự chữa lành vết thương. Dù là gãy tay hay vết thương nào nghiêm trọng hơn đi chăng nữa, thì bằng năng lực của trái Suru, Big Mom đều có thể chữa lành được hết. Tuy nhiên bây giờ, vì Big Mom được phỏng đoán là đã đi ngắm gà rồi, nên chắc là chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa thì mới có thể chứng kiến được một ai đó sử dụng sức mạnh trái Suru này trong tương lai đấy nhỉ. Bonnie. Mặc dù là Bonnie dạo gần đây hay xuất hiện và chúng ta cũng đã biết khá nhiều về cô nàng cũng như lai lịch và cả sức mạnh của cô, tuy nhiên trái quỷ ma nữ hải tặc tóc hồng đang sử dụng vẫn là một bí ẩn lớn đối với người xem, bởi vì chẳng ai biết tên của nó và sức mạnh thực sự của nó là gì. Tuy nhiên theo như những gì mà Bonnie đã thể hiện trong phim thì có thể thấy rằng trái quỷ của cô nàng có thể thao túng được tuổi tác của người khác. Cơ bản thì Bonnie hoàn toàn có thể biến bất cứ ai ở xung quanh mình trở thành một ông lão già nua hay một đứa trẻ trâu chỉ mới vừa được sinh ra một cách dễ dàng mà không cần phải chạm vào họ. Và đó cũng là một điểm thú vị của trái ác quỷ này, bởi vì chúng ta không biết tầm hoạt động của nó là bao xa và cách thức mà Bonnie đã sử dụng để biến đổi tuổi tác của mục tiêu là như thế nào. Nhưng mà theo như những gì mà mình quan sát được thì không biết rằng liệu Bonnie chỉ có mỗi khả năng thao túng được tuổi tác của người khác thôi, hay thực sự năng lực mà cô nàng sở hữu chính là tác động thời gian lên một vật nào đó. Bởi lẽ không chỉ có con người mà chúng ta đã từng được thấy Bonnie sử dụng năng lực này lên cái ổ khóa của Vegapunk và khiến cho nó từ một cái ổ khóa mới tinh trở thành một cái ổ khóa rỉ sét tới mức mà chỉ còn là cát bụi ngay khi Bonnie chạm vào. Thậm chí cô còn tác động lên cả nhận thức về thời gian của người khác luôn, như chúng ta đã thấy cô thực hiện sức mạnh của mình ở những cháp mới gần đây, khiến cho một tên lính hải quân phải trải nghiệm qua cảm giác cái chết, mặc dù cơ thể hắn vẫn còn đành lặng. Dù cho chưa có lời giải đáp chính thức cho sức mạnh này của cô, nhưng chúng ta chắc là đều phải công nhận rằng đây là một năng lực rất bá đạo mà con gái của Kuma sở hữu đấy, đúng không? Trái Yomi. Mặc dù không thể cướp lấy tuổi thọ của người khác như trái Suru hay là thao túng tuổi thọ biến người ta thành già trẻ tùy ý như trái quỷ của Bonnie, tuy nhiên trái quỷ của Brook lại có thể khiến cho người sử dụng có thêm một mạng nữa sau khi họ chết đi, hoặc cũng có thể là thêm nhiều lần hồi sinh nữa nếu như họ hẹo thêm vài lần.
Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết mà thôi, bởi lẽ trong truyện thì Brook chỉ mới có chết một lần, mà cái lần hồi sinh lại của ổng cũng rất là quặn, nên chúng ta cũng không biết được là ổng có thể hồi sinh được thêm lần nào nữa hay là không mà thôi. Tuy nhiên về mặt thú vị thì trái Yumi của Brook đúng là một trái quỷ có 102, khi nó chỉ có thể phát huy được sức mạnh của mình ngay sau khi người sử dụng đi bán muối mà thôi. Sau đó thì năng lực sẽ được kích hoạt và ban phát cho người sử dụng nó thêm một mạng nữa. Sau khi chết đi, người sử dụng trái Yumi sẽ không chết hoàn toàn, mà linh hồn của họ sẽ được trở về từ thiên đàng và được hồi sinh một lần nữa, nhưng với điều kiện là phần linh hồn phải tìm ra được phần xác của nó, chứ còn nếu không thì người sử dụng trái Yumi vẫn sẽ mãi chỉ là một bóng ma đi vòng vòng, dò la xung quanh để tìm lại xác của mình mà thôi. Về phần nào đó thì có vẻ như đây là một điểm rất thú vị của trái Yumi, bởi vì chúng ta đều đã quen với việc các oan hồn chưa được siêu thoát đi tìm lại xác của họ mà đúng không? Chỉ có điều là những oan hồn đó, sau khi tìm lại xác thì họ sẽ không được hồi sinh vì không ăn trái Yumi mà thôi. Và với những ai lần đầu nghe về sức mạnh của trái Yumi thì sẽ nghĩ rằng nó chỉ có duy nhất một tác dụng, đó chính là hồi sinh lại người chết trở lại với nhân gian và sống tiếp thêm một mạng nữa. Tuy nhiên, sau 2 năm luyện tập thì có lẽ là Brook đã tìm ra một phương án nào đó giúp cho ông có thể thao túng được cả linh hồn của người khác nữa. Thậm chí là tại đảo bánh, chúng ta đã được nhìn thấy Brook sử dụng sức mạnh linh hồn của mình để quét sạch toàn bộ các homie đang bao vây lấy ổng rồi còn gì nữa. Mặc dù rất bất ngờ khi Brook có thể làm như vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là một trái quỷ thì sẽ không chỉ có mỗi một sức mạnh đơn giản là hồi sinh người chết như vậy thôi được. Vậy nên mình nghĩ rằng nếu như Brook là một hải tặc cực kỳ hùng mạnh, có đẳng cấp ngang ngửa các tứ hoàng, hay ít nhất là cánh tay phải của tứ hoàng, thì khả năng cao là mỗi trận chiến ông chỉ cần chơi đàn thôi là linh hồn của những kẻ địch sẽ tự động thoát xác hết, vì phải nghe âm thanh từ địa ngục của Brook đấy nhỉ. Trái Hobby. Không biết là có ai giống mình không, bởi vì sau khi xem xong phần Dressrosa thì mình đã có một thắc mắc và suy nghĩ rằng những con người bị biến thành đồ chơi bởi năng lực của trái Hobby, liệu rằng họ có thể sống mãi với hình dạng đồ chơi của mình hay không, hay chỉ là vẻ bề ngoài bị biến thành đồ chơi, chứ còn bên trong thì họ vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi tuổi thọ như bình thường. Thật đáng tiếc là không có một ông lão nào đã đến tuổi gần đất xa trời và bị biến thành đồ chơi trong một thời gian cực dài để chúng ta có thể biết được sự thật đằng sau đó. Tuy nhiên đối với bản thân Sugar thì có thể thấy là trái Hobby thực sự đã tác động lên tuổi tác của cô nàng đấy đúng không? Mặc dù có vẻ ngoài của một cô nhóc 8 tuổi, tuy nhiên tuổi thật của Sugar lại cao hơn như vậy rất nhiều. Chỉ là vì tác động của trái Hobby đã ảnh hưởng lên vẻ ngoài của Sugar và biến cô thành một con nhóc cực kỳ khó chịu mà thôi. Và bên cạnh đó thì hẳn là các bạn cũng đã từng nghe một vài giả thuyết nói rằng người sử dụng trái Hobby sẽ sống mãi với hình dạng một đứa trẻ 8 tuổi vì năng lực của trái Hobby đã kìm hãm quá trình lão hóa của người sử dụng lại. Vì thế cho nên họ sẽ không trở nên già đi và cứ thế sống mãi ở hình dạng này cho tới khi có ai đó giúp đỡ họ về trời hoặc là bản thân họ không muốn sống nữa mà thôi. Vì đây là một giả thuyết chưa được xác nhận bởi tác giả, vì thế cho nên mình nghĩ rằng người sử dụng trái Hobby chỉ có vẻ ngoài là con nít thôi, chứ thật ra họ vẫn bị ảnh hưởng bởi tuổi thọ như bình thường. Nên biết đâu là vài chục năm sau thì Sugar sẽ nằm xuống với vẻ ngoài là con nít, còn bên trong là một bà già đã đến tuổi về trời đấy đúng không? Trái OP. Nói đến vụ thao túng tuổi tác của người khác mà không nhắc đến trái OP thì đúng là một sai lầm lớn, vì đây là trái ác quỷ của bác sĩ, được tạo ra dành riêng cho những bác sĩ lành nghề, và bất kỳ vị bác sĩ nào sở hữu được năng lực này đều cũng sẽ có thể giúp người khác kéo dài tuổi thọ của họ thông qua phương pháp điều trị và chữa trị bệnh, hoặc đôi khi là rút bớt tuổi thọ của người khác bằng việc lôi tim họ ra ngoài rồi cầm chơi như vậy đây. Và nếu các bạn còn nhớ thì tại trận Marineford, nếu như Law không đến kịp và giúp Luffy bịt lại cái lỗ trên người cậu thì kết quả của trận Marineford đã có đến 2 cái bánh donut rồi, chứ không chỉ có một cái bị cháy xém như vậy đâu. Bên cạnh đó thì bất cứ kẻ nào đang mắc bệnh nan y hay bất kỳ loại bệnh nào mà chữa hoài không khỏi thì chỉ cần ăn trái OP vào là ngay lập tức người đó tự động khỏe lại, để đánh bay tất cả mọi loại bệnh tật ra khỏi cơ thể của người dùng trái OP luôn. Và nếu ở một góc độ nào đó thì chúng ta có thể xem đây như là một tính năng kéo dài tuổi thọ của trái OP rồi đúng không? Tuy nhiên tất cả mọi thứ thú vị về trái OP không chỉ dừng lại ở đó, mà điều đặc biệt nhất làm nên tên tuổi của trái ác quỷ này đó chính là khả năng phẫu thuật trường sinh cho người khác bằng cách đánh đổi chính mạng sống của người dùng trái OP. Chỉ cần nghe thôi thì cũng thấy rằng chẳng ai có đầu óc mà lại làm như vậy cả, ngoại trừ những đứa con có hiếu muốn giúp cho cha mẹ mình có thể sống mãi theo thời gian mà thôi. Vì thế cho nên tính năng đặc biệt nhất của trái OP đáng buồn thay chính là tính năng vô dụng nhất của nó. Và cũng vì vậy nên hầu như người ta chỉ sử dụng trái ác quỷ này để chữa bệnh cho người khác thôi, chứ còn việc phẫu thuật trường sinh bất tử thì chắc sẽ không ai đủ can đảm để làm điều đó rồi đúng không? Trái Chu Cư. Nếu các bạn không nhớ trái Chu Cư là trái ác quỷ nào thì đó chính là sức mạnh trái ác quỷ của Kunoichi quyến rũ nhất của Wano Quốc, Shinobu. Về năng lực của trái ác quỷ này thì cơ bản là nó có thể khiến cho tất cả mọi thứ từ đồ vật vô tri cho tới con người và sinh vật sống cho nên mục rửa một cách dễ dàng.
Có thể thấy là sức mạnh của trái ác quỷ này giống hệt với sức mạnh của trái ác quỷ Kobani sử dụng. Chỉ có điều là Shinobu chỉ là làm cho người ta già đi thay vì trẻ lại như Kobani mà thôi. Và tất nhiên đây chính là sức mạnh đáng sợ nhất đối với các chị em phụ nữ, hoặc thậm chí là cả đàn ông nữa. Bởi vì có ai muốn già sớm rồi đúng không? Nhưng trong một vài trường hợp nhất định thì năng lực một rửa của trái trừ cư thực sự rất kết đấy nhé. Chẳng hạn như ở trường hợp của Momonosuke, nhờ có Shinobu biến cậu thành một thanh niên cao to lực lưỡng đúng với số tuổi 28 của mình, thay vì là một thằng nhóc 8 tuổi đã được du hành thời gian đến 20 năm sau vậy. Và ngoại trừ trường hợp của Momonosuke ra thì mình nghĩ là bất kỳ lúc nào mà Shinobu sử dụng sức mạnh thì cô nàng cũng đều phải rất cẩn thận, bởi vì đây là sức mạnh một đi không trở lại. Lỡ mà khiến cho ai đó trở nên già đi là không thể nào Shinobu có thể khiến họ trẻ lại được như sức mạnh của Bonnie đâu. Và nói đến Bonnie thì mình nghĩ là sức mạnh của cô chắc chắn là một phép bổ trợ cực kỳ tuyệt vời cho trái trừ cư của Shinobu đấy nhỉ. Bởi lẽ bất kỳ lúc nào Shinobu lỡ tay khiến người khác già đi thì Bonnie chỉ cần dùng sức mạnh của mình để biến họ trẻ lại giống như ban đầu là xong. Tuy nhiên ngay từ ban đầu thì công dụng chính của trái trừ cư không phải là năng lực biến người khác trở nên già đi, mà nó là thứ năng lực giúp người sử dụng có thể đưa ra bất cứ thứ gì trở về với cát bụi bằng cách chạm vào chúng. Vì thế cho nên ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng như Momonosuke thì hầu như chẳng có ai sử dụng trái trừ cư để làm tăng tuổi thọ người khác đâu nhỉ. Cơ mà nói đến đây thì mình thắc mắc là tại sao mà Củ Hồng Bao và Oden vào 20 năm trước lại không cử Shinobu đến gần Kaido để quyến rũ hắn, rồi sử dụng năng lực này để khiến Kaido già đi và đưa hắn về với các bụi nhỉ? Bởi vì 20 năm trước, vóc dáng của Shinobu vẫn còn rất ngon lành và đủ để có thể quyến rũ con rồng này cơ mà. Nhưng chúng ta phải biết rằng Haki vũ trang của Kaido rất mạnh và rất khó để bất cứ năng lực trái ác quỷ nào có thể tác động được lên hắn. Sợ Shinobu chưa kịp tiếp cận đã bị Kaido dùng Haki quan sát nhận ra, rồi bật Haki vũ trang lên đấm Shinobu không trượt phát nào thì lại toang. Nhưng mình không nghĩ một kẻ luôn say xỉn như Kaido sẽ luôn bật Haki vũ trang để bảo vệ mình 24/24 đâu đúng không? Nhưng mà nói vậy cho vui thôi, chứ để có thể đánh bại được Kaido bằng cách đó thì mọi chuyện đã không khó khăn như bây giờ rồi nhỉ.